có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của Trùng Cuối và Trùng Figure. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Sau phần 1 đập chậu cướp hoa cô giáo xinh đẹp, sang phần 2 cướp nụ hôn đầu của thiếu nữ mới lớn, thì bước sang phần 3, anh Tinh đã được cấp trên ưu ái ship cho tận giường một người vợ với sở thích say nô nô với underwear, thích để dâu và đam mê cua gái. Liệu đây có phải là cú có gai trong truyền thuyết? Hà cớ làm sao mà anh Tinh lại phải nằm vùng một lần nữa? Mở đầu bộ phim là một cảnh giường chiếu cực nóng bỏng. Chiếu thì chưa thấy đâu, nhưng cái giường này trắng quá sau khi trói tay bằng cà vạt. Dù không phải penthouse trên Đà Lạt, nhưng ông anh kia có vẻ đã được phạt. Và hậu quả là mấy cái lỗ thông hơi trên người. Trong lúc này, anh Tinh đang nằm ở viện. Trước là để ý quan sát hành tung của các cô y tá xinh đẹp, sau là bảo vệ anh Tường khỏi bọn truy lùng. Nhiệm vụ nào anh Tinh cũng hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là khoản pressing cô y tá. Bất chấp anh Tường sắp trở thành món thịt băm nhuyễn, đồ long đao hay ỷ thiên kiếm, cứ đối mặt với súng thần trưởng là đều quỳ gối hết. Sau khi kiểm soát được tình hình, anh Tinh nhận được cuộc gọi của sếp Lê, yêu cầu anh vứt mẹ hết việc đấy. Trở lại sở cảnh sát, vụ lần này là một vụ giết người dã man tàn bạo. Ủa nhưng khoan, nạn nhân có phải là con người không mà có cái gì dài ngoằng vậy? Bạn biết không? Tôi cũng không biết. Thôi hiểu theo nghĩa nào cũng được. Chưa biết kỹ năng phá án của anh Tinh đến đâu, nhưng kỹ năng phá hoại khó ai bì kịp. Chỉ với vài phút có mặt tại hiện trường, anh đã góp phần giúp cảnh sát có thêm lý do tống anh đi nằm vùng lần nữa. Bên cạnh phá hoại hiện trường, khuôn mặt của anh Tinh lại giống y xì đúc nạn nhân, chỉ khác cái mụn ruồi. Vậy nên anh Tinh được cơ cấu cho làm chồng của bà Jordy, vợ của nạn nhân, để tìm hiểu thêm manh mối về vụ án. Mặc cho những lời kêu than cầu xin, nhu có cương có, mỹ nam kế đến dọa giết cũng có, nhưng xét cho cùng, nếu không phải là mình thì cũng không ai có thể gánh vác được cái công việc này. Bên cạnh đó là nể mặt sếp, nhất là khẩu súng của sếp, nên anh Tinh đồng ý làm nốt chuyện này. Nhưng vấn đề chính bây giờ là phải xin phép được cô Mẫn đi làm mới được, đúng như kỳ vọng cô đếch cho. Đồng thời đe dọa, nếu anh Tinh lén phén với ả đàn bà kia, đừng có trách cô cũng ngoại tình, và cái mạng của anh cũng khó hòng mà giữ được. Để đảm bảo cho tương lai, cuộc sống sau này, anh Tinh cứ cưa tạm cái thành giường ra, nếu lỡ sau này có biến thì còn chạy giữ lấy cái mạng. Để cho chắc cú, cô Mẫn bắt anh Tinh phải viết lời thề sẽ không sử dụng khẩu súng của mình xả đạn linh tinh, nếu mỏi tay thì dùng chân viết cũng được. Ai ngờ anh Tinh nghệ cả vườn, tưởng gì chứ ăn bằng chân anh còn làm được, nói gì. Ngày hôm sau, với giao diện hoàn toàn mới, anh Tinh đã thành công qua mắt được Jordy và được dẫn về nhà. Đúng là bước vào hào môn, gia đình có điều kiện. Anh Tinh vừa mới bước vào cửa đã có một dàn người làm chào đón, trong đó có một bà tưởng là vú nhưng là giấy vệ sinh. Thằng nhóc nhìn tưởng là con nhưng lại là một sugar săn. Một ông không giống cha thì là bố, một ông không phải ông thọ nhưng có sữa. Và đặc biệt nhất là người anh em bốn cẳng kêu oang ẳng. Nếu chẳng may đọc sai tên nó, nạn nhân có thể nhận ngay một cú tát ngập răng. Chỉ với một vài dấu hiệu, bà Jordy đã phát hiện ra ông chồng này lạ lắm. Massage thì không ngủ, quên tên thú cưng, đã thế bảo cái tắm luôn. Trong khi trước đây một năm chỉ tắm có 4 lần, cú sốc văn hóa này khiến bà lâm nghi. Nhưng khi kiến nghị lại sở cảnh sát, chỉ nhận được câu trả lời tất cả là tại thua độ, nhảy cầu quên mang áo phao nên mất trí nhớ thôi. Cần được gia đình quan tâm uốn nắn dạy bảo thêm. Thấy không mong đợi được gì từ phía cảnh sát, Jordy quyết định sử dụng độc chiêu của nữ nhi phái mỹ nhân kế, hòng buộc anh Tinh phải để lộ cái nách thâm ra. Để phản công, anh Tinh cũng kéo trễ vai, liếm môi suýt rớt cái mụn ruồi. Cả hai lao vào nhau cuồng si như thủa mới yêu của cuộc tình mà họ chưa bao giờ có. Nhưng anh Tinh tỉnh ngộ và kịp thả tay, Jordy hóa đức bị Nhật đá bay về nước. Tết đến xuân về, anh Tinh cùng vợ tổ chức tiệc tại gia, mời bạn bè cố hữu gần xa, bà con lối phố đến chung vui mừng năm mới. Trong số khách mới có một đối tượng nằm trong vùng tình nghi, đó là bạn thân của nạn nhân, Đại Nhạn aka anh Mắc Dịch. Anh này vốn dĩ luôn nhăm nhe số tài sản của nạn nhân, hôm nay hắn đến bên cạnh việc chúc mừng năm mới còn mời cặp vợ chồng đến chơi quán bar mới khai trương của hắn. Trong tiếng nhạc sập sình, hai vợ chồng xuất hiện với giao diện lạ lắm, đặc biệt là Jordy với cái hình hài không khác gì đàn ông đang muốn thử thú lạ, cạnh tranh gái với chính chồng mình. Cái tên bạn kia thực tế là anh nông dân chăm chỉ, chuyên đi chăn rau xanh. Mới đây hắn đang lếu lều với một cô em bán bông, với giao diện có gì đó quen quen, cặp mắt to, mũi cao, miệng anh đào, cặp phổi to bằng cái bát, lại thêm cái in tư bị người yêu cảnh sát bỏ rơi. Mà trong khi đó cô Mẫn mới thôi dậy về nhà quản lý cửa hàng hoa. Anh Tinh bụng ngứa ngứa cái đầu, có khi nào sừng đang dần nhú lên hay không? Trong không gian thật tiên lãng, không có thuốc lào Nghệ An, nhưng anh Tinh vẫn nhìn lộn cô Mẫn, thậm chí là còn mò vào cả nhà vệ sinh nữ để kiểm tra. Trong khi đó cô Mẫn thật đang cuống quýt xoắn xuýt nhảy điệu sexy dance cùng Jordy. Anh Tinh hóa Eric vì anh đang ghen 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 mà.
chen ngang hai người. Lúc này một nhân vật mới xuất hiện, cô ta là Văn Tịnh, aka trợ lý của Jordy. Hãy nhớ khuôn mặt này, bên cạnh việc sinh ra thì cô ả còn đóng vai trò quan trọng ở trong đoạn cuối phim, mà tôi không nói là phản diện đâu. Thì ra trong suốt thời gian qua, Jordy và chồng vốn đã không ngủ cùng nhau từ lâu. Để làm ấm lại tình cảm đã nguội lạnh, Jordy đã bắt anh Tinh đóng lại những kỷ niệm năm xưa, cái thời đôi chim di díu dít tình yêu tuổi hồng, bị phụ huynh cấm cản, tán nhau trong khi đang mặc áo trùm cuối, có link ở dưới phần mô tả và bình luận. Nhìn hoàn cảnh của Jordy như vậy, anh Tinh cũng có chút ít chạnh lòng. Nhưng điều khiến anh bận tâm nhất lúc này là có thực mình đã thành Như Ma Vương không? Giữa đêm khuya, anh mò đến cửa tiệm hoa của người yêu để kiểm tra camera thì phát hiện ra đúng có thằng đang mon men người yêu. Dấu hiệu nhận biết là cái vớ hình bông. Và từ đó đi đâu, mọi đối tượng đi kiểu tất này đều nằm trong vòng radar của anh Tinh. Mùa xuân hoa nở là thời cơ tốt nhất để kiếm tiền qua đường cờ bạc. Anh Tinh phải chơi phé với mấy thằng bạn của nạn nhân, trong đó có thằng cu đối tượng tình nghi, để giúp sức cho mình. Anh Tinh triệu tập thêm anh Tường, aka vua phé tự xưng, đến để giúp sức cho mình. Đúng là sàn đấu của các đại ca, toàn mấy ông vác cả vali tiền lên chiến. Còn anh Tinh chỉ có ít tiền lì xì Tết, cơ cấu được từ bà vợ, đặt ván đầu cái đã hết sạch. Cờ bạc, người không chơi không bao giờ thắng, mà muốn thắng thì lại phải vay thêm tiền. Anh Tinh chạy sang bàn bên, xin tiền bà vợ để tiếp tục đỏ đen, nhưng cái anh nhận được là no no. Đã thế còn báo bà vợ đánh một con, thua không kinh ngạc. Trước tình hình đó, anh Tinh đành chạy về sở cảnh sát gọi vốn và thu được mấy triệu để tiếp tục cuộc đầu tư khó sinh lời này. Số tiền vừa kêu gọi được nhanh chóng đội nón ra đi, nhờ có màn bóp của đồng đội bên cạnh. Cảm ơn đồng đội. Anh Tinh đành phải quay lại vòng gọi vốn số 2, nhưng thông báo tin buồn, sếp Lê đã dốc toàn bộ tiền đưa cho anh Tinh rồi. Giờ sở chỉ còn lại cái nịt. Đường lúc sếp Lê đang bận xử lý hai tên bịp, giám sực của ông mất 20 đồng. Danh tính thực của hai gã này lại là những tay chơi bài có số có má tại Hồng Kông. Sau màn check nhân phẩm kỹ năng, anh Tinh học hết tinh hoa cờ bạc bịp của hai người họ, tự tin trở lại sòng bạc. Quả nhiên có công tài xỉu có ngày thành công. Anh Tinh đánh cho tên kia toát mồ hôi phao câu, sợ đến độ có mắt như mù, có tai như điếc, được ù mà không hay. Trong không khí vui tươi hớn hở, đầu xuân năm mới lại thắng được cả đống tiền. Về nhà chúc tụng người yêu câu thì đập vào mắt anh Tinh là 999 đóa hồng, đi kèm tấm thiệp siêu to khổng lồ. Hai cái thằng chết tiệt nào dám qua mặt tao, định tán cả ghệ của tao vậy á. Không để anh Tinh chờ lâu, cặp gian phu dâm phụ này cuối cùng cũng đã về để bắt tận tay day tận mặt chúng nó. Anh Tinh trốn dưới gầm giường chờ thời cơ. Hai chết tiệt phịt luôn hay gì, không thể chờ lâu hơn được nữa. Anh Tinh vùng dậy thì ngạc nhiên chưa ông ra, người đàn ông đó lại chính là Jordy. Để tránh bị nghi ngờ, anh Tinh lên giọng quát mắng cô Mẫn dám quyến rũ vợ mình, rồi đuổi Jordy về. Bao công sức trà trộn vẫn chưa thu được kết quả gì. Anh Tinh quyết định đến tận văn phòng của Jordy để kiếm manh mối, nhưng với chiều cao không tỷ lệ thuận với não, với kỹ năng sờ đâu là có biến ở đó, anh Tinh đã góp phần kiểm tra độ tín của hệ thống báo cháy bằng cách phóng hỏa cả văn phòng luôn. Trong khi đó, Jordy nhận được tin đe dọa của best friend anh Tinh về những tấm ảnh mát mẻ của cô với trợ lý. Ai ngờ hành động đó đã góp phần giúp ông ta sớm được lên bảng đếm số. Sau khi anh Tinh phát hiện Jordy đang đến tìm Đại Nhạn, anh bám theo, biết đâu tìm được chứng cớ gì đó. Thì ra tên Đại Nhạn đã điều tra ra được danh tính thật của anh Tinh. Hắn hứa sẽ giúp tiễn vong anh Tinh, đồng thời trả thêm tiền để có được miếng đất vàng của Jordy. Nhưng Jordy từ chối, bổ sung thêm vài lời xúc phạm tạo động lực cho Đại Nhạn tặng cái mỏ hơi hỗn của Jordy một phát tát và lời đe dọa. Không sang thủ tục nhá, thì sẽ được sáng nhất các mặt báo trong 3 ngày tới. Về phía anh Tinh, sau khi vượt được ải của bảo vệ, anh đi vào phòng của Đại Nhạn và phát hiện ra hắn đã bị đâm, đoán rằng chính Jordy đã ra tay. Anh lập tức mở cuộc đua F1 trong thang máy để đuổi kịp vợ. Nhưng khi về nhà mới phát hiện ra Jordy vẫn đang chơi mạt chược với các bạn. Vậy ai là người đã ra tay với Bạch Nhạn đây? Câu trả lời sẽ có ở hồi sau. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Jordy và chồng cũ. Cô trợ lý muốn nói cho anh Tinh biết về bí mật của sếp mình, nhưng lại bị phá ngang. Jordy xuất hiện, kéo theo anh Tinh ra nhảy một bài. Trong lúc nhảy, Jordy đã thừa nhận mình biết thân phận của anh, nhưng cô cảm ơn anh vì đã cho cô sống lại những năm tháng yêu đương ngày trước và hy vọng anh đừng xa cô đêm nay. Từ trong tâm khảm, anh Tinh vẫn luôn nghĩ Jordy là hung thủ, nhưng nó lạ lắm, có gì đó lấn cấn rất khó nói. Đàn em của Đại Nhạn nghĩ anh Tinh cùng vợ đã sát hại đại ca của mình nên đến để xử cả cặp, nhưng từng tên một bị sát hại bởi một kẻ dùng nỏ. Mục tiêu tiếp theo của hắn là anh Tinh. Cảm nhận được nguy hiểm phía sau, anh Tinh liền tung một cú hạ gục hung thủ, nhưng hóa ra chỉ là sếp Lê tìm được hung khí gây án. Đến khi vào phòng thì phát hiện ra Jordy và cô trợ lý đang giằng co vũ khí mà hung thủ hai vụ án mạng sử dụng. Anh Tinh phải ném điện thoại ngăn cản Jordy làm hại cô gái kia. Như vậy 2 năm rõ 10, Jordy chính là hung thủ, nhưng những khúc mắc vẫn canh cánh trong lòng anh Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ, anh Tinh lại quay về với cô Mẫn, tưởng chừng như cả hai sẽ có một đêm mặn nồng sau thời gian xa cách thì bất chợt biến cố xảy ra. Cô Mẫn bị tấn công trong bồn tắm, hung thủ thực sự đã giả dạng cô nhằm hạ sát anh Tinh ngay trên giường. Danh tính thực của hắn chính là cô thư ký, vì tình yêu với Jordy mắc thêm cái bệnh thần kinh nên cô ta quyết định hạ sát tất cả những người cản trở tình yêu của bọn họ lẫn gây hại cho Jordy. Mặc dù bị trói chặt vào thành giường nhưng cũng may là đã chuẩn bị trước đó, nên anh Tinh tránh được việc bị đục mấy lỗ thông hơi trên người. Bằng kỹ thuật sử dụng súng bằng chân, anh Tinh bắn hạ được cô ả, kết thúc vụ án, trả lại cuộc sống bình yên cho Jordy.